Theo một số nghiên cứu quốc tế, ca hát là hoạt động đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vì vậy, tập luyện thanh nhạc như một môn thể dục đang là xu hướng tại một số quốc gia phát triển. Còn tại Việt Nam, nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn thanh nhạc để luyện tập hàng ngày. Thứ năm hàng tuần, Thanh Nhàn và các bạn lại cùng nhau đến lớp học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để tập luyện các bài hát mới. Tuy nhiên, trước mỗi buổi học, không thể thiếu những bài tập luyện thanh khởi động như hát liền tiếng, hát nảy, hay tập riêng những nốt cao. Sau khi mình tiếp xúc với thanh nhạc thì mình thấy là mình đã thay đổi về cái cách sử dụng hơi thở, nó đầy hơn, nó chắc chắn hơn và nó khỏe hơn, và cảm giác phổi của mình nó cũng sạch hơn. Học kỹ thuật lấy hơi trong thanh nhạc không chỉ giúp cải thiện hệ hô hấp mà còn giúp cho giọng nói được trong sáng hơn, không bị bạc tiếng hay sơ dây thanh quản. Chính vì những lợi ích này mà ngày càng có nhiều các bạn trẻ tham gia tập luyện thanh nhạc một cách nghiêm túc. Học thanh nhạc thì nó là một cái sự luyện tập về sức khỏe rất là tốt. Gần như tất cả cơ thể của mình đều phải vận động hết. Cái âm thanh nó khi nó phát ra thì nó không phải phát ra miệng của mình, mà thậm chí nếu mà đúng ra thì là đều tất cả cảm giác từ đầu ngón chân, ngón tay, rồi thì tai tóc đều là có âm thanh phát ra hết. Cái gì nó dồn lén trong cơ thể mình, nó đều nó toát ra. Tôi nghĩ là đấy là một cái rất là tốt. Giọng hát của con người là một tài sản có sẵn. Sử dụng giọng hát như một công cụ để rèn luyện sức khỏe chắc hẳn sẽ là một lựa chọn không tồi với những ai đang tìm kiếm cho mình một phương thức tập thể dục.